Alo. Phòng với cấp. Rồi, quay đi về phim Tết đàn nha, Tết bồ đàn nè. Đeo hết bồ đàn luôn đi. Quay đeo bồ đàn các bạn, quay không quay. Còn không? À. Rồi. Đưa ra bằng, đưa ra chưa? Ok. Đưa ra chưa, thật không? Rồi giờ Tết đàn nha. Rồi qua thắp nhang tổ. Chụp hình để nó hồi nó đổ nó ra nữa mất đẹp. Rồi chụp chung đi. Có nhỏ chụp trước anh, chụp trước anh. Có là chụp rồi. Chụp bên đó hả? Ở trên chụp riêng cái sao không điều kiến đây. Rồi anh em chụp chung đi. Chưa chắc đâu. Cái thử đi rồi biết nè. Thọt đắt nè. Giọt nè. Chết rồi, nó nóng quá. Con nói lẹ lẹ dùm để xỉu. Dạ, sáng con mới nhắc. Nhắc nữa đi. Còn có tôi mua cái khác. Làm. Alo. Phóng ơi. Sắp xỉu rồi. Cái vỏ của Phóng trên sân khấu nó có cái logo của BG giấu dùm ai đi. Ủa hay là em gửi ai đi. Cái đó là gửi sân khấu nhìn nó ảnh hưởng thương hiệu lắm. Dạ rồi.
gửi cho Kiều chỗ nào đó là tới ấy tới Nghĩa Gia Lai cần gì sử dụng gì đó thì Kiều đưa lại. Tại do các anh các quản lý xử là phải bận đồ nấu rồi đúng rồi. Nó sẽ nhiều lớp. Nhiều lắm, lắm nấu nhiều lắm. Dạ anh Hoàng ơi cho có thể giúp chị những cái quạt sớm sớm được không? Tại vì đây quay nắng quá, ở ngoài trời á, thành ra mấy ngày tiện. Ở đây là không gian của ngôi sao Bình Dương chuẩn bị. Em cảm ơn anh. Đang chuẩn bị đây là vậy đó ha. Học có hỏi nó mấy phút không? Con nó đang qua anh chị lên đây luôn. Hứa hẹn của ai? Hôm nào quay tiếp với mấy mấy giám hội gì giám sở? Chắc thời ở qua. Dạ, để đi chung xe vui. À, vui. Tại sao đi? Buồn anh Sáu rồi, Sáu ơi. Hả? Nắng chưa gặp anh, nãy giờ giờ mới kiếm anh á. Buồn rồi, mốt anh đi lấy chồng anh đừng có trách nha. À, em mình thành tài, em mình thành tài. Anh lập giá, em mình thành tài, em mình nộp vậy. Rồi, đã bước lên xuống kìa đó. Xe. Anh tự hiểu, anh tự hiểu không? Anh tự hiểu rồi người chơi cái gì đó. Em với là à, để anh đang đi lấy chồng anh đó. Đi lấy chồng anh đó. Rồi đó coi. Đi lấy chồng anh đó. Đi lấy chồng Giờ sân khấu hát vô khán giả một một ba Nguyễn Vũ Chí ở phường Tân Tạo hả? Làm cái bao làm tại chỗ gì mà tác vô và xung quanh thị trấn Tân Túc nha, mời cả nhà và chuẩn bị cùng đón xem cái chương trình đẹp sẽ phát sóng vào ngày 18 tháng 8 đúng không? Khán giả đang chào chú ơi. À, chào cả nhà, chào cả nhà. Cái gì đây? Cái gì vậy? Để dành vừa mát mà vừa uống luôn hả? Uống luôn à. Nước dừa à, dạ. Nước dừa nè. Nó mát, lấy nước dừa từ lên đây cho mát cái mặt mình cho mặt mình trắng. Cái này mình uống mình uống ngày mà thay đổi nước có một chiều mình bỏ nước chanh dạ. Mai bỏ nước ngọt rồi thôi đừng có làm nước ngọt à, làm nước thấy... chanh nước trà đá tối tối bỏ rượu vô hả? Bỏ rượu vô xỉn à. Bỏ rượu vô bia xỉn à. Quá tuyệt vời. 72 máy này lạ. Ồ đúng rồi.
nước thứ hai thấy cũng rẻ đó. Rẻ ha. Bởi vì cái này nó cái công nghệ công năng lắm. Công nghệ của nó rất là có mà. Dạ dạ. Nó đâu còn mũ không mà đâu phải dễ có. Dạ, mũ. Giờ mũ nó mắc hơn tiền vàng. Giống đúng là vàng. Dạ. Rồi thôi vô mình chuẩn bị đi nha. Chuẩn bị để nó nóng quá rồi. Dạ, đi. Đã quá. Chụp hình ha. Rồi ra đây. Rồi chụp. Nóng quá người ơi. Rồi, thấy chưa? Chú ơi. Rồi. Bà Ngọc Em và bà Lê Minh Tinh rồi, bà hết bà bán cho chai lông dịch rồi. Rồi má ơi, má cho dịch ăn đi, má kêu về. Cho dịch ăn thôi mà. Má cũng bỏ nghề rồi, giờ con làm vệ sĩ rồi nha má. Dạ, vậy đi. Có tiền về cho má, rồi xong. Alo, 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 dạ. Đó, không đây. Em hả? Rồi. Rồi, ngưng liền. Bà sẽ có chịu gì 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 một hai cái chứ bà. Người ta là Đại Minh Tinh mà người ta muốn làm Ban Giám Khảo cho anh mà anh sai với anh vừa Nguyên Thủy anh cũng là cái thằng bán dừa thôi mà anh dành cái dành dừa mình giờ làm chương trình mà cũng nói chuyện cùng nó bậy nhau với lại tắt điện thoại để cho ai gọi mua cho chai đang làm chương trình được tới thì mua chai nữa được nhưng mà chốt nhiêu tiền thì nói đi trời ơi. Bây giờ là ngồi tính 1 tiếng nha. Hả? 1 tiếng hả? Được rồi. Cũng được chơi luôn. Chị nó giả không? 25 ngàn tầm chị phải trả cho 25 ngàn. Được không? Tôi chức đó. 25 ngàn tầm Việt Nam. Được, chơi rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Đòi nhiều quá không có đâu. Không, đòi nhiều quá không có đâu. Còn để giấy tấm vậy à. Cần vệ sĩ. Để giấy tấm chi vậy à. Tôi cần vệ sĩ, tôi chi luôn. Xin chào cả nhà. Đang quay thì bây giờ lại bị trời đang mưa. Mà cũng vẫn có thể là quay được. Nên ban tổ chức thiết kế lại để tránh những cái mưa mà nó vô điểm đó. Nên bây giờ anh em dừng lại để thiết kế lại tí xíu. Bây giờ trên sân khấu vui rất nhộn nhịp. Xong chưa nha? Còn bên cạnh thì mấy vừa đang nói chuyện. Rồi đâu đi ơi, mai bán thẳng mình về vị trí. Bây giờ là không về tiếp tục nha. Không quý vị thấy mình thẳng mình về vị trí ạ. Dạ rồi mời mấy anh chị mình xuống xíu cái mình chụp tiếp ha. Dạ ghi hình đi, để không kịp. Rồi con cá lóc nó bơi lên nè. Dạ, chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Chào tạm biệt cả nhà. Con nó thân quá hả? Nó chơi thôi. Nhưng mà sẵn có cái YouTube ghi ghi lại kỷ niệm. Dạ. Đợi coi chừng nào Thanh Chương nó cho mình em của quê nó. Dạ. Anh em vô làm review ha. Con tối nay con gọi liền ạ. Một container luôn thầy ơi. Container luôn hả? Dạ. Rồi vậy là nguyên đám mình ăn container luôn á. Đúng rồi, nguyên đám mình ăn container dạ. Luôn. Vậy là thôi mai gửi vô cũng đâu có gặp nhau đâu. Dạ, đợt sau à. Thứ 7 đi. Đâu anh thứ 2. Thứ 7 gửi vô thứ 2 là mình tới mình rồi. À, thế à, hả? Thứ 2 mình quay tiếp là anh. Anh ơi nhưng mà bây giờ từ đây cho tới ngày thứ 2 là anh có ăn hết cái nem mà nãy có bùi danh quái cho không? Có cái tấm lòng của người Thanh Chương nó cho mình ăn nó hay con ha. Dạ, con cảm ơn thầy. Đúng một cây ơi, gửi đúng rồi. Rồi. Con order vô mỗi người một cây. Cũng vừa hết rồi kìa. Nãy anh Thanh rồi nè. Có phải chị ăn rồi? Đang ấy, ừ, đang ấy. Anh em. Đang ấy á. Đấy, chị cầm rồi, chị ăn rồi. Không mà, bà đang ăn hoài nha. Có lẽ em đi. Nắng này không mập. Cho mọi người thấy mà. Nắng này không có mập. Lính đó.
anh ăn không em lột cho anh. Thử nghe em nói ăn ngon quá rồi từ anh cũng thích nữa. Ai mà làm biết ăn thì gặp Ngọc Huyền, gặp cô Huyền thì thôi sẽ thích ăn được. Thật sự ra đó, trong cái cuộc sống này đó, không quan trọng là chữ ăn, mà nếu chúng ta không ăn thì chúng ta sẽ chết đói. Phải không? Nhưng mà cách ăn của Huyền á. Ăn đi coi mình vừa ăn giờ. Ăn đi, mấy em ăn đi, anh đợi chừng nào mà chưa có tặng anh nữa. Nè, nghe anh Trong Thanh nói cách ăn của Ngọc Huyền nè. Ê, quay qua Thanh Chương đi, quay qua Thanh Chương rồi. Thích khán giả nè, sáng ông mình nhắc quay. Thích quá, cái này ngon lắm, em thích cái này lắm. Con cảm ơn thầy ạ. Cho một tiếng hả? Chồng Linh. Cho một Linh. Có mấy Linh mình đó hả? Ờ trời ơi, bà trẻ. Nó giống em cái gì? Cái vụ ăn á. Còn cách điệu đàn duyên dáng thì cho một tiếng giống em. Sao đơn giang? Ai cũng có ông ăn, ai cũng có ông ăn. Ai cũng có ông ăn. Ai cũng có ông ăn. Coi như là cho một Linh á. Cho một Linh mà nó gặp ăn đi với em rồi. Ăn cái sai chứ. Ôi ngon quá ơi. Mà nó vừa bệnh mà anh chở nó chở anh đưa đi. Ngon lắm. Ngon lắm. Rồi. Nhớ sao nghe cho mình lên. Dạ. Đây là một phương pháp mới để âm thanh tốt. Để đây em nghe lại thì kinh chấn động mùa này. Dạ tứ thưa quý vị. Ở chụp anh chụp chưa? Chụp chưa anh vậy nè. Đây chụp. Chấn động rồi. Chụp cho anh rồi. Đi rồi chống rồi nãy anh bẻ lại quá trời mà không thành thôi. trong vòng rồi cười đi hồi đó là con gái á như buông lụa em đúng rồi. Kính thưa quý vị, đây là một phương pháp gắn mi mới của Thương Dừa Nhất. Nó rất rõ không? Rất rõ, âm thanh rất là tốt, không hề rộn rã. Mình tính thật tình chỉ đâu mà làm nó bị quái. Là cứ vừa tắm. Vừa mình vừa nghĩ là như vậy. Tưởng là Thương Dừa chỉ vì bây giờ Thương Dừa là cái chủ nhân mà chỉ sao thì mình phải làm cho giống vậy. Ai ngờ đâu mà để vô đau lụi mũi quá. Quỷ xíu. Quỷ Thanh là tên đẹp rồi. Vậy ha. Châu Thanh hôm nay là ngày thứ ba để quay chương trình Ô Sao Việt Vườn mùa 3. Là hôm nay là tập chuẩn bị tập thứ 6. Để Châu Thanh xin trân trọng mời cả nhà đón xem chương trình phát sóng vào ngày 18 tây tháng 8 8 giờ. Ê đừng nói để tập trung. Em ngồi em phải giữ yên lặng nha. Em muốn ngồi chơi với anh phải giữ yên lặng nha. Em giữ yên lặng để rồi anh nói chuyện anh còn xin phép chào lại. Dạ kính chào tất cả quý khán giả thân yêu. Hôm nay là ngày thứ ba của quay chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn cũng mùa 3 luôn. Và trong những ngày qua, trong 3 ngày qua thì đã quay rất là coi như mỗi một tập là chạy lại 6 người, 6 thí sinh mà tính là coi 616, 622, 638, 644, 654, 636, 36 tiết mục của 6 ngày. Châu Thanh còn 3 tiết mục của anh nữa chị. Rồi Châu Thanh có thêm một cái mục đúng rồi. 6 tiết mục xong rồi. Riêng phần Châu Thanh cũng sự được ngủ hứng rồi hay nè, nữa là nè để mình kể nè. Ừ, 6 tiếng một mở màn của giám khảo. Rồi mỗi tập có 6 tiếng một nữa là 36, 36 cộng 6 là 42. Rồi tiếng một 6 tiếng một xong ca nữa là 48. 48 còn riêng anh là 3 tiếng một nữa. Là 51 tiếng một. Wow, 6 tập. Còn ngoài đó là anh Châu Thanh quay 19 cái vlog. Dạ. Cái này hơi lố, thôi nhưng mà cứ nghĩ vậy đi cho vui ha. Thì rất mong được sự ủng hộ của tất cả quý khán giả thân yêu đón xem chương trình. Chương trình kỳ này thì phải nói là để đáp lại tình yêu thương của quý vị khán giả khắp mọi nơi ở trong nước cũng như là nước ngoài, thì từ ban tổ chức đến tất cả những người giám khảo và tất cả ai cũng hết lòng tìm kiếm những cái gì đó thật hay, thật mới lạ để phục vụ cho tất cả quý khán giả. Phải thăm cho
làm mà tôi đang nói chuyện em cản trở tôi nữa. Thêm lại gì? Tôi đang nói chuyện chưa dứt lời tôi với em nói. Khi nào tôi dứt lời xong? Thời dài quá nói chuyện lâu nữa. Khi nào em dứt lời xong rồi em hãy vô nha. Rồi thưa quý vị thông cảm để em này. Nhưng mà em biết sao để tạo được nhiều tiếng nói được không? Tại sao? Em có cách. Có cách gì không? Thì em lấy cái tượng rồi xong mình ấn luôn cái là cái mục đất tượng. À, thì chuyện đó em làm riêng đi ha. Dễ rồi. Còn bây giờ với tôi làm bằng trái tim tôi chứ không phải lấy ra tượng ấn vô tượng. Còn tôi làm bằng trái tim. Bằng trái tim của tôi, sự yêu kính của tôi đối với các khán giả. Vì khán giả là những người ân nhân. Dạ. Nên đối với tôi trong cả cuộc đời, khi hơi thở cuối cùng, tôi cũng vẫn mang theo cái hình ảnh tấm lòng của tất cả khán giả đã dành cho nghệ thuật. Nói chung là tất cả các bộ môn nghệ thuật, mà nói riêng là bộ môn cải lương. Vì cải lương mà Châu Thanh nó có được cuộc sống hôm nay. Cải lương đã nữa. Anh thì vậy, em cũng vậy nữa. Con từ từ đi, sợ tôi chưa nói sao kỳ quá. Sợ quá, sợ nói mà quên. Rồi xin phép tiếp. Ê, dạ, tiếp nha. Có bằng keo không vậy? Rồi bây giờ thì xin thưa với lại quý vị, một cái điều mà hạnh phúc mà Châu Thanh vừa đăng một cái bài hát hôm qua, một bài hát mà Hạnh Đầu Đà, cũng như là một bài hát của tác giả Ngô Bình Trị đã viết, thì chỉ một ngày thôi mà một niềm hạnh phúc vô cùng, vì trong lòng Châu Thanh trong đời từ nào chưa có một cái lượng mà cái view nó cao như vậy, tới 1 triệu. Không, thật ra anh Châu Thanh hát thì bạn má biết rồi, giọng hát đã 4 mấy năm rồi, bạn má rất là thương yêu, rất là thích nghe giọng hát anh, có những người rất là fan ảnh 4 mấy năm nay, và ảnh cũng có nhiều cái bài hát mà đăng trên các mạng xã hội nó cả chục triệu view, mấy chục triệu view có, nhưng mà không phải kênh ảnh, tại vì ảnh đi hát rồi ảnh quay sản phẩm rồi đó. Rồi người ta khá là đăng trên cái kênh của người ta đó, mà là đây là lần đầu tiên là cái video anh hát và anh đăng trên kênh anh đó, cho anh rất là hạnh phúc lắm. Chứ còn phải là anh Châu Thanh mà không có một cái bài hát nào đó mà được 1 triệu lượt xem, đúng không? Đúng rồi, thì những ngày anh nhớ là những ngày anh em mình đi tìm Thục Oanh á, đi tìm Thục Oanh á, thì trong những ngày đó em nói là cái chơi lượng mà của bà con ủng hộ anh đó, nó vô trong cái gì đó trên viên nó vô trong nhà của YouTube luôn á. Giữ giờ nó lên nhà YouTube thì nó bước lên mấy cái bậc thang luôn. Ôi đã quá, bậc 4 bậc 5 luôn. Thì quý vị cũng biết rồi, tại vì cái niềm hạnh phúc của nghệ sĩ là cái sự tình thương của tất cả quý vị đã dành cho, nên hôm nay trong cái dịp mà chuẩn bị quay cái tập này là tập 6 ha. Tập 6 để Châu Thanh xin gửi lời cảm ơn tất cả quý vị, và Châu Thanh cũng mong tất cả quý vị ủng hộ cho Châu Thanh tiếp nha, nhất là trên kênh của cô vừa tới 5 triệu mấy rồi, mời tất cả quý bà con qua ủng hộ kênh Châu Thanh nha. Ơi mới hôm qua được ủng hộ 10.000 người đăng ký á. Bữa trước lấy cái lo mà anh đi để anh không ổn định nha. Rồi bây giờ thôi Châu Thanh xin chào để chuẩn bị tiếp tục tập 6 nha. Rồi, chào.